là kali clorid và chủ yếu là mình sẽ tập trung vô mình định lượng cái kali có trong kali clorid này bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử AAS. Bây giờ là mình sẽ ý em hay là mình định lượng cái nguyên tố kali nha, định lượng cái nguyên tố kali. Hồi trước có tính một á là mình có thể định lượng cái dòng loại trừ, đúng không? Nếu trong mình định lượng KCL thì mình định lượng loại trừ nó dễ hơn. Mình dùng phương pháp kế tủa đúng không? HNO3 để mình định lượng cái loại trừ cũng được. Còn bên này mình sẽ định lượng cái kali có trong kali clorid. Đầu cái nguyên tắc á là các bạn sẽ thấy là mình sẽ dựa trên cái phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử và cái quá trình xảy ra thì khi các bạn có cái mẫu hút chúng mình có cái mẫu viên nén như thế này và chúng không có một cái mẫu chuẩn định thì các bạn công việc các bạn sẽ pha nó thành dung dịch, đúng không? Viên nén thì lúc nào mình muốn định lượng thì mình muốn đi nghiền và đi hòa tan thành dung dịch. Sau đó các bạn sẽ từ dung dịch đó các bạn sẽ đưa vô máy để nó trở thành nguyên tử hóa, tức là nó sẽ xảy ra một quá trình là quá trình nguyên tử hóa mẫu để nó trở thành những cái nguyên tử kali và nguyên tử clo. Sau đó mình sẽ có bước thứ hai là nó sẽ chiếu cái tia phóng xạ từ cái đèn ra tốc độ nó chiếu qua và nó sẽ trở nên đạt đến kích thích và nó cho mình một cái độ hấp thu, người ta gọi là cái độ hấp thu nguyên tử. Thì đây là phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử. Rồi các bạn xem thầy cái quy trình hay là cái phương trình mà ở trong sách ấy, là cái phương trình nguyên tử hóa mẫu ấy, thấy không? Đó. Một nguyên tắc. Bây giờ giả sử mình có một phân tử KCL là trong cái thuốc của mình á, mình có cái phân tử là KCL thì đầu tiên mình đem nó đi mình hòa tan, đúng không? Trong bao nhiêu gam mình coi của định mức này kia mình hòa tan thì mình sẽ được dung dịch, ok không? Này lúc hòa tan rồi phải dung dịch. Dung dịch xong á thì mình sẽ lấy bước thứ hai là nó làm như thế nào? Cái gì như thế nào? Bay hơi. Bay hơi. Rồi làm sao để từ dung dịch nó bay hơi được? Đun nóng. Đun nóng lên, nhưng mà ở đây mình sử dụng cái phương pháp này, cái máy quang phổ hấp thu nguyên tử này. Các bạn tưởng tượng cái cấu tạo của nó. Nó sẽ có hai bộ phận, ba bộ phận chính. Và nhìn trong cái hình trong sách ấy, thì các bạn tưởng tượng như thế này, chỗ này nó sẽ có một bộ phận hút mẫu. Ở trong sách nó cái hiệu là số 1 nằm chỗ này. Bộ phận hút mẫu. Thì nó hút cái mẫu của mình lên, pha lên dung dịch thì nó sẽ hút cái mẫu dung dịch lên và chỗ cái cây này nó sẽ có một cái gọi là cái vùng nguyên tử hóa mẫu, ở đây sử dụng là cái dạng một lửa giống như lửa bếp ga các bạn xíu mà nhỉ, thì nó hút cái dung dịch KCL và nó phun lên con lửa này đốt, nó đốt thành một lửa này. Thì đây trong sách sẽ cái hiệu là số 3 hàng đó nó bị lệch, cái số mấy cái số trong sách nó bị lệch. Rồi, sau khi nó nguyên tử hóa mẫu xong thì bên này nó có một cái đèn cao tốc độ, nó nằm ở đây thì nó sẽ chiếu được số 5. Cái đèn nó sẽ nằm ở đó và nó chiếu cái tia quang phổ đi xuyên qua cái ngọn lửa này. Trong ngọn lửa mà nó có càng nhiều cái ion kali thì nó sẽ cho cái độ hấp thu càng lớn. Như vậy độ hấp thu nó sẽ tỷ lệ với lại cái có biết trong sách nó bị mấy cái số bị nhảy không? Như vậy bạn giờ qua số 1, số 3, số 2, giờ qua một xíu. Cái phục vào cái trang, số 1 là ở dưới, số 3 là ở trên. Tức là bạn giờ qua trái. Nên nó cũng đúng rồi. Nó ngược lại quá. Số 2, số 3 thôi, số 2 là bên này này. Rồi các bạn sẽ có một cái ống hút mẫu nó giống như là các bạn học về hóa sinh á, khi mà định lượng hóa sinh nhớ không? Học môn hóa sinh bạn nhớ có một cái máy đo UV á, đo quay, đo UV á, nó có cái ống nhỏ nhỏ để hút. Nếu bạn nào thấy là bộ phận số 1 là bộ phận hút mẫu, nó có một cái ống để mình hút gì vậy? Đúng là trong xét nghiệm nó có cái ống hút nhỏ nhỏ. Trong sách có đây luôn.
cường độ tia cộng hưởng bị hấp thu sẽ tỷ lệ với mật độ hơi của nguyên tử từng năm, đúng không? Cường độ gì? Hay là tỷ lệ với nồng độ nguyên tử có trong mẫu, thấy câu đó không quý à? Như vậy là nhắc lại ha, cái quá trình của nó, cái bạn cho mẫu dung dịch vô nó hút, rồi sau đó nó phun lên cái ngọn lửa, nó hút lên ngọn lửa và dùng ngọn lửa này làm nguyên tử hóa, tức là dùng ngọn lửa nó đốt để tạo ra những cái nguyên tử kali. Sau đó cái đèn cao tốc độ cái này là cái đèn kali, nó chiếu cái tia cộng hưởng, cái tia cộng hưởng này nó thích hợp với hạt kali thôi, nó gặp hạt kali với hạt clo trong ngọn lửa thì cũng có nguyên tố clo, nguyên tố kali, nhưng mà nó chỉ có hạt nguyên tố kali thì nó hấp thu cái tia cộng hưởng đó và nó trở nên nhạt, nó kích thích và cái máy nó sẽ xác định được là cái lượng, cái cường độ của nó bị giảm đi là bao nhiêu, tức là nó sẽ xác định được cái độ hấp thu. À, nếu như trong ngọn lửa này càng nhiều kali thì nó sẽ cho cái độ hấp thu càng lớn, được không? Như vậy là cái cường độ, cái độ hấp thu nó sẽ tỷ lệ với cái nồng độ nguyên tử có trong mẫu. Rồi như vậy từ đó mình sẽ suy ra được cái trong mẫu mình có bao nhiêu là kali. Nếu như trong mẫu mình nó có nhiều kali thì khi mình đo ra độ hấp thu nó càng lớn. À, như vậy mình ứng dụng cái đó để mình định lượng. Thì những cái phương pháp định lượng đều trên cái cơ sở như thế này, mình có mẫu thử, mình đo, có cái máy mình đo, mình có cái độ hấp thu. Độ hấp thu thì ví dụ là A, độ hấp thu thì ví dụ là A, mình mở cái trong máy này mình đo thì mình có cái A thử. Sau đó mình phải cần dùng một cái mẫu gọi là mẫu chuẩn. Mẫu chuẩn là mẫu đã biết nồng độ, đúng không? À, mẫu chuẩn là mẫu đã biết nồng độ, mình phải dùng một cái mẫu chuẩn. Mình mở cái mình đo thì mình có A của mẫu chuẩn gọi là AC. Rồi, theo như trong sách thì theo như quy định thì nó sẽ là tỷ lệ với nồng độ. Như vậy là độ hấp thu tỷ lệ của nồng độ thì A chuẩn sẽ bằng nồng độ mẫu thử trên nồng độ mẫu chuẩn. Nồng độ mẫu chuẩn là mình phải biết rằng mẫu chuẩn của mình pha mình biết nồng độ. A thử A chuẩn là mình đo bằng máy, rồi đó mình sẽ suy ra được nồng độ mẫu thử, đúng không? Suy ra được nồng độ thử và từ đó mình tính ra được cái hàm lượng có trong một viên thuốc là bao nhiêu. À, thì đây cái này là cái cơ sở như thế này anh, từ cái này người ta khai triển ra các thứ rồi cuối cùng mình có cái công thức cuối bài. À, thì đó là cái một nguyên tắc của này. Tóm lại các bạn sẽ đi pha mẫu nhà dung dịch mà đưa máy nó hút và nó phun cái đốt lên, nó sẽ tự động nó chiếu cái tia qua và nó xác định cái độ hấp thu là bao nhiêu. À, nó cho ra một con số là A của mẫu thử, đưa mẫu chuẩn vô thì nó có A mẫu chuẩn. À, từ đó mình tính ra. Vậy là cái nội dung của bài hôm nay thì mình sẽ đi pha mẫu thử và pha mẫu chuẩn. À, pha mẫu thử và pha mẫu chuẩn, sau đó mình đi đo để mình tìm A thử A chuẩn. À, sau đó mình tính là xong. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nha. À, cái cách tiến hành, mình qua cách tiến hành đầu tiên là mình đi pha dung dịch chuẩn. Pha dung dịch chuẩn cái bài này á, và vậy cái tiến hành của bạn này ngắn lắm, nó có một cái là pha chuẩn, một cái là pha thử, là mình sao phải. À, nhưng mà để mà bạn hiểu thì giải hơi lâu. Bây giờ tới pha dung dịch chuẩn thứ hai, các bạn đọc dùng như thầy cái pha dung dịch chuẩn đọc bốn dòng đó. Pha dung dịch chuẩn, dung dịch chuẩn nó tức là bạn phải có cái bột KCL tinh khiết, các bạn có cái bột KCL nằm trong cái hũ kia này, cái lò kia, mình cân những cái bột KCL tinh khiết. Mình cân bao nhiêu đó mình pha ra hay là này kia thì mình phải biết nồng độ, nhưng dịch chuẩn là phải biết nồng độ. Chứ còn để mà đưa cho các bạn một cái bình gọi là cái bình 1000 mg rồi để bạn cứ hút 10 bạn pha ra thành
trăm, rồi tiếp tục phút năm 300 là xong đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà cái khó là mình phải có được cái bình 1000 mg. Rồi bây giờ con làm một xíu ha. 1 mg. Các bạn có biết 1 mg nó bằng bao nhiêu mg trên lít mililit này kia để các bạn biết mà sai. Thay đổi 5 mg để mình đi tâm mình đi pha. Chứ còn nó mg cũng không thì bạn không nhớ mà không biết. 1 mg thì nó bằng bao nhiêu mg trên mililit là gì đó nhớ không? Không ạ, bằng 1 microgram. Rồi bây giờ cái mình cần á, cái dung dịch mình cần là 1000 mg không? Dung dịch mình cần là 1000 mg. Như vậy nó bằng bao nhiêu? 1000 microgram đúng không? Mà 1000 microgram thì nó bằng bao nhiêu miligram? Tại vì mình không có đi tâm microgram được, mình phải bằng tối thiểu miligram thì được. Nó bằng 16. Rồi 1 miligram đây thì gì vừa 16 này. Chỗ đó thì còn thứ thứ hai nữa. Hai giờ này đổi rồi. Hiểu không? Không đổi được. Tức là thầy cho cái dòng đầu tiên là đó, 1 miligram thì người ta ký hiệu nó là bằng 1 microgram trên ml. Ủa từ 3 chứ. Rồi ở đây 1000 miligram thì nó bằng 1000 cái này đúng không? 1 miligram thì nó bằng 1 cái này. Thì 1000 miligram nó bằng 1000 cái này. Và 1000 microgram thì nó bằng 1 miligram. Rồi như vậy tốt là mình có dòng 2. Rồi như vậy các bạn muốn đi pha dung dịch 1000 miligram thì mình đi tâm 1 miligram. Mình pha trong 1 miligram. Nhưng mà các bạn có bao giờ gặp pha chỗ có pha trong 1 miligram không? Bình thường là pha trong mấy bạn nhìn trong đổ và mình thấy là nó còn là đó có những cái bình định mức 100 miligram. Như vậy là tiếp tục mình đổ tiếp. Bằng mình muốn pha trong bình định mức 100 miligram thì mình cần phải lấy bao nhiêu miligram? Là 100 miligram. 100 miligram. Ok không? Như vậy là bây giờ là muốn pha dung dịch 1000 mg thì đổi một hồi mà sẽ tốt là bạn muốn pha được nó các bạn sẽ đi tâm 1000 mg không 100 mg thì bạn pha được cho từ mức các bạn cần nước được là độ 100 ml đúng không? Nhưng nó không dễ vậy. Các bạn đọc kỹ trong cái giáo trình người ta gọi là dung dịch gốc kali 1000 mg. Dung dịch gốc kali 1000 mg. Kali 1000 mg. Vậy rồi đấy mình sẽ tương ứng là 100 mg kali đúng không? À. Nhưng mà nó không cái khó. Đó là các bạn cân kali, các bạn có cân kali cho vô nước rồi pha được không? Không. Vì sao? Không tan. Các bạn hả? Không tan. Không tan. Ủa chứ các bạn biết là ví dụ mình không biết kali đi, nhưng mà cái nổi tiếng hơn ví dụ như là natri biết không? Biết uống là một phần ba. Ừ, đúng rồi, nó phải uống cái nước dữ dội. Kali cũng vậy. Nên thành ra chỗ này mà không có cân kali thì cho vô nước. Không có đi cân kali cho vô nước. Với lại kali bỏ ngoài là nước ẩm liền, tăng không có nước rồi đâu. Tại vì kali các bạn uống nhiều cái nước mà. Đúng không? Nó tạo ra cao khác liền. Nó chảy liền. Rồi, như vậy là mình không có đi cân. Càng cầm thì liền kali. Thế còn nếu kali cầm cầm thì liền kali thì nó dễ lắm. Ừ, bây giờ mình phải đổi ra KCL. Đổi cái muối KCL, đổi cái bột nguyên kia là muối KCL. À, nó khó như vậy này. Như vậy là chỗ này mình phải đổi ra KCL. Mình đi cầm KCL mình cho vô một cầm ml, mình định mất cầm ml. Đâu, như vậy mình muốn lấy được cầm mg kali thì mình lấy bao nhiêu mg KCL? 100. 100 luôn hả? Đúng không? Không. Phải hơn trăm, để hơn. 200 rồi, trừ. À, như 200 được không? Tùy quá. Thì là bao nhiêu? 200 được, 200 mình muốn lấy trăm kali thì mình cầm bao nhiêu KCL? Chắc chắn là hơn trăm rồi đó. Đúng không? Còn nếu mà bạn tốt trăm thì nó trừ bằng CL ra thì còn kali ít lắm. Cái này chỉ khoảng 200. Cái này không biết bao nhiêu thì làm sao? Kali là 99. Tính cái này nó theo này từ kali mà bạn đổ ra kali là bao nhiêu? 99. À
À, 39. Hơn 9 KCL này là lớn là bao nhiêu? 74, 75. 39 hoặc 35, 75 là 74, 75. Các bạn muốn lấy 100 mg hằng ngày thì tương ứng với bao nhiêu hằng ngày? Đúng rồi, đây nhân chéo đây đây, chia ra, đúng không? Đó, tính cho thầy này. Đây điện thoại ra tính. Có số không? Làm bài bấm hả? Tạm làm gì không? Ở đây một cái này nhắn nó sẽ một. Đăng ký bóp cho đi nha, cancel. Hiểu hiểu cái này không? Rồi như vậy là tốn lại. Các bạn muốn có được 100 mg kali thì mình phải đi lấy tới 191 kcal. 191 kcal. Bây giờ là bước thứ nhất. Đây là bước thứ nhất gọi là cái dung dịch thuận gốc đúng không? Cái này gọi là dung dịch thuận gốc. Dung dịch thuận gốc 1000 mg. Rồi, cái này trong sách không có. Được chưa? Rồi, thầy giảng cái dài này, nhưng mà xíu mình đi làm, mình làm cái gì? Mình đi lấy diện tập 191 mg KCL. Còn nếu như cái tâm mình nhìn vô nó đang hơn 10 lg thì mình lấy bao nhiêu gram KCL? 0.191 0.191 gram. Dạ, bữa mà ví dụ có con nó hỏi là đổi thì mà có nông ca trong vỏ chuẩn bị dưa quá đà. Nói chung đó là mình đi kiếm cái bộ KCL trong cái lọ đó mình cầm, mình sẽ đưa 1000 mg ha. Đó là chỗ này nhé, mình cầm chỗ này này, có được cái lợi không tại cầm cái này và pha cho nó bình tĩnh, hay là dùng bình tĩnh mất. Rồi, hai bước phía sau cần làm tiếp được không? Hai bước phía sau cần làm tiếp được không? Vậy là đầu tiên các bạn coi vào thành phần 1 g/ml, đúng không? Rồi, bước tiếp theo mình làm gì? Cho nước vào. Rồi, mình bước thì lúc nào cho nước vô lát cà tan rồi, thì cứ bạn đó, các bạn tự biết. Bước tiếp theo các bạn làm gì? Lấy cái cốc bao nhiêu? 5 ml. Cốc bao nhiêu? 5 ml. Đảo cao đó, 5 ml. Cốc 10, pha hạt bao nhiêu? 100 ml. Tiếp tục, tiếp tục. Cốc 5 ml. Pha hạt nhiều? 100 ml. Như vậy dùng 3 cái bình mức 100 ml. Được không? Được. Cái bước này thì đơn giản mà hút một pha, hút một pha. Nhưng cái này là dung dịch gốc này, mình phải pha chính xác đấy. Hôm nay bài định lượng là phải pha chính xác, phân chính xác, rồi mình định mức, rồi mình hút chính xác là dùng dịch chính xác, rồi rồi mình định mức cũng là dùng cùng chính xác thôi. Rồi bây giờ mình đây mình pha có ba bước là mình được cái dung dịch gọi là dung dịch chuẩn. Đây là cái chuẩn của mình, dung dịch chuẩn của mình. Và xíu mình sẽ dùng cái dung dịch này để mình đo, dùng cái bình cuối này mình đi đo. Đo xong thì mình sẽ có cái gì? Đo xong mình sẽ có cái gì? Hàng chuột. Hàng chuột. Đo thì có hàng chuột, đúng không? Hàng chuột. Rồi bây giờ tính dùng thầy nhé. Tiếp tục tính dùng thầy. Dung dịch chuột, hồi nãy ta nói là dung dịch chiếc không đồ chứ. Dung dịch chuột là dung dịch chuột. Và chiếc không đồ. Rồi bây giờ tính không đồ dung dịch chuột. Cái bình đầu tiên mình pha là nồng độ người ta cho mình biết nó là bao nhiêu ppm. Cái bình đầu tiên mình pha là 1000 ppm, ok không? Rồi, bình thứ hai mình lấy 10 mình pha thành 100 thì lúc này nồng độ nó là bao nhiêu?
100 làm gì? Giảm xuống 100 yên, vì sao biết? Lãng người lãng người. Lãng người lãng người. Sau tiếp tục, phút 5, 3 thành trăm thì lúc này nó là bao nhiêu? 50 yên. 50 yên. Đúng rồi, các bạn lập ra cái công thức của bài. Công thức của bài. Nhìn cái công thức của bài như thế này. Thầy đang đẻ rất là chậm nha. Công thức của bài. Rồi, mình nhìn ra công thức của bài nó có một cái đại lượng là CC, thấy không? Tức là nồng độ chuẩn. Nồng độ chuẩn này người ta mở ngoặc là phải chút phải tính theo đơn vị gì? Là miligam trên mililit. Như vậy mình chỗ này mình đổi ra bằng bao nhiêu miligam trên mililit? Mấy 1.000 mililit. Ở đây 1.000 và 1 thì ở 5, ở đây có 5 rồi. À 5 chia cho 1.000, tức là 5 nhân cho 14 chừng 3. Bây giờ là xíu là cái CC mình thấy cái này vô. Nhắc lại, đầu tiên mình đi tâm 191 mg KCL, mình bao nhiêu bình bức thì mình sẽ có được cái bình gốc là 1.000, đúng không? Phút 10, 3% thì sẽ có được cái bình thứ hai là nồng độ 100 dBm thôi, đúng không? Rồi tiếp tục, phút bao nhiêu? 5, 3%, lúc đó phải làm 20 lần nữa thì lúc đó cái bình nó chỉ còn là 5 dBm thôi. 5 mg tức là tương ứng với 5 nhân 100 cộng 3 mg trên ml. Thì đó là bình cục, bình cuối cùng là mình dùng đi đo là bình cục. Rồi bây giờ tới phản thử nè. Rồi các bạn đọc dùng cho thầy cái pha dung dịch thử. Dung dịch thử. Rồi đó là 2 phút mình đọc hết cái mục 2 điện thoại để lên thầy giảng. Bạn này nó ngắn lắm, mình chỉ phải có 2 phần đó thành là thầy giảng để chậm. Các bạn làm cũng nhanh lắm. Đó thì nhiều như xíu làm nhanh lắm. Sau đó mình còn nhiều thời gian mình đo. Lần đầu tiên đưa cho các bạn nhờ lớp mình chút nữa thầy sẽ đưa lớp mình hai vị thuốc, tức là 20 viên mỗi vị về 10 viên nè. Thầy sẽ đưa nguyên lớp mình 2 vị thuốc. Thì công việc đầu tiên của lớp mình sẽ làm như thế nào? Cộng cái đầu tiên là mình cần phải xác định khối lượng trung bình của viên, xác định khối lượng trung bình, tại vì mình biết cái hàm lượng cái này thêm cái này là 500 mg thôi, nhưng mà không biết khối lượng mỗi viên ngồi như thế, đúng không? Giống như đứa bạn ngồi nhà thuốc, các bạn cắn viên panadol cái gì đó hả, các bạn cắn panadol 500 mg, các bạn không biết viên nó nặng bao nhiêu không? Nó nặng cỡ 600 mấy á, các bạn làm sao mà biết được, đúng không? Mình chỉ là để ý cái hàm lượng thôi, còn tái dược này kia các thứ vô thì nó sẽ tăng hơn lên, đúng không? Rồi cái viên kali clorid này, đầu tiên các bạn phải xác định được khối lượng trung bình của mỗi viên. Để xíu mình tính toán, mình tính đây một viên thì mình phải dùng đến khối lượng trung bình. Thì đưa các bạn 20 viên loại này cân như thế nào để mình tìm được khối lượng trung bình? Cân nhanh nhất là bạn bỏ luôn 20 viên lên cân và cân bán thôi. Sau đó thì các bạn lấy tổng khối lượng của bạn chia 20. Tức là bỏ một lúc 20 viên lên cân luôn, tổng khối lượng được chia 20. Còn sau này học kiểm nghiệm các bạn phải cân từng viên để mình lên cái chỉ tiêu
kiểm tra dữ liệu là độ đồng đều của khối lượng để mình xem từ mỗi viên này nó có đồng đều với nhau hay không, có viên to viên nhỏ hay không, thì mới cần phải học đầu tiên. Và bây giờ thì mình chưa học môn kiểm nghiệm, mình học môn hóa thức thì mình nhanh hơn, mình sẽ chúc mình cho luôn hai cặp viên lên tâm. Sau đó mình sẽ có và mình nghiệm tự tính, mình chia 20 thì mình sẽ có được điểm 10 trung bình. Thì cái hiệu lệnh MTB là 10 trung bình, cái này một xíu mình toán. Rồi, cái bước đó thì nó rất là dễ, cấp 20 viên tính khối lượng trung bình là bỏ yếu tố nghiêm cho nó thành bột để mình đi tâm. Rồi bây giờ đó, mình có cái bột thuốc rồi thì mình đi tâm bao nhiêu? Cần bao nhiêu? 100 tương với 100 mg. Nó không nói mình là cần bao nhiêu hết, nó là cần tương đương 100 mg kali mà. Cần sao mà lấy được 100 mg kali? Chứ không phải là KCL nha, bột, cái bột thuốc này là bột thuốc KCL. Bột thuốc KCL nhưng mà cần sao lấy được 100 mg kali? Tương tự như cái trụ. Nhưng tại vì trong bột thuốc có thể nó có tác dụng cho nó nữa. Hồi nãy vay trụ tức là cái bột KCL tinh khiết thì nó dễ lắm. Mình tính tác suất là mình làm thôi. Là 91 từ căm, tắt lại căm, mà bây giờ mình ăn 91. Nhưng mà bên này nó có tác dụng nữa thì nó sẽ tốt hơn một xíu. Rồi, chỗ đây nghe kỹ ha. Bây giờ mình có một viên thuốc. Một viên thuốc thì khối lượng của nó là gì? Khối lượng của một viên. Cái hàm lượng kali là 100. Khối lượng. 3 đi. Ngồi trung bình. Đúng không? Mỗi viên nó sẽ nặng là M trung bình. Một viên nó sẽ nặng là M trung bình. Và theo như nhà sản xuất nói thì một viên nó chứa bao nhiêu kali clorid? Hàm lượng của một viên nó tương ứng với lại 500 miligam kali clorid. Ok không? Một viên là 500 miligam kali clorid. Bây giờ mình cân á, người ta yêu cầu mình lấy bao nhiêu? 100 bao nhiêu kali? 100 miligam kali. Yêu cầu mình lấy 100 miligam kali. Đúng không? Nhưng mà mình có lấy được riêng kali không? Mình phải lấy cái gì? Phải lấy kali clorid. Thì mình muốn lấy 100 kali thì mình lấy bao nhiêu cái hoạt chất kali clorid? 191. Đúng không? Hồi nãy cái bài trục mình tính thử ra đây. Đúng không? Dạ. Yeah, muốn lấy 100 mg kali thì mình phải lấy được 191 mg KCL. Đó. Muốn lấy 191 mg KCL thì mình lấy bao nhiêu bột thuốc? Mình phải lấy bao nhiêu bột thuốc? Làm tần suất tiếp hơn. Vậy mở cấp sẽ bằng. Mở cấp thuốc của mình sẽ bằng 191 gì nữa? Nhân. Bao nhiêu? Nhân kéo đây. Mở trung bình chia 500 là ra được. Hiểu không? Tức là một viên thì nó nặng như mở trung bình. Tức là trong một viên thì nó chứa 500. Và bây giờ mình muốn lấy 191. Theo như trong sách thì lấy 100 thôi, nhưng mà 100 là 100 kali. Tức là bây giờ mình muốn lấy 191 KCL thì mình phải là nhân kéo chừng ngang thôi. Nên bây giờ là mình sẽ tính được M căn bột thuốc của mình sẽ là 191 rồi nhân cho M trung bình chia 500. Tức là trong một viên á, theo nhà sản xuất là có tới 500. Bây giờ mình lấy 191 thì lấy chưa tới nửa viên đúng không? Đúng không? Không lấy được 191 thì chưa tới nửa viên. Tức là mình ra tham suất á, 191 chia 500 và nhân với M trung bình. Chỉ vậy M trung bình mình có chưa? Rồi. Bước đầu tiên vô mình tìm vô trong bệnh. Thì có vô trong bệnh thì ở bước này mình sẽ tính được vô tâm. Hồi này mình ra được cái số là đi tâm. Nên bây giờ đây bản là thầy chưa biết là tâm bao nhiêu. Phụ thuộc vô vô trong bệnh các bạn đúng không? Nếu mình làm mình sẽ có vô tâm vô thuốc. Đây là vô tâm theo lý thuyết hay là theo thực tế? Lý thuyết không? Tại vì thực tế mình tính ra. Mình tính ra, ví dụ chút mình tính ra là 200 mg. Nhưng mà chút mình đi tâm mình có thể tâm 190 mấy được. Đúng không? Là mình ghi lại cái mở công thực tế của mình. Rồi sau cái mặt cơm để bàn cho vô đâu? Cái bộ thử nha. Rồi vào bình định bước 100. Các bạn sẽ cho vô trong cái cơm xong như thế này. Sau đó bạn sẽ cho vô bình định bước 100.
con nên làm gì tiếp? Hòa thêm nước cho Phật. À, cho nước hòa tan rồi làm gì tiếp? Xong rồi lọc bỏ. À, lọc 20ml dịch đầu. Ừ, lọc thì lúc nào cũng phải bỏ đầu đầu để tráng rửa đi đúng không? Mình không có lấy cái mút đầu đó, mình lọc, mình tráng bỏ đi. Sau đó mình lọc tiếp. À, mình lần mình hứng tiếp, sau đó mình lấy 10ml dịch lọc. Đúng không? Vậy ở đây bạn có một bước là lọc. Mình lọc, mình đi lọc nó. Rồi sau đó mình lấy 10ml dịch lọc. Đúng không? Rồi sau đó bạn cho sẵn về định mức nhiêu? 100. À, tiếp tục là về định mức cao tiếp. Rồi làm gì nữa? Thêm nước cho đủ. Thêm nước vừa đủ thôi. Rồi làm gì nữa? Rồi lấy 5 ml pha vô bình mấy? 100. À, bình 100ml. Như vậy cái bước cái chỗ này nó cũng giống giống quay chuột đúng không? Nó có giống giống quay chuột không? À, nhưng mà nó thêm một bước là gì? À, người sau có thêm nước lọc á. Đạp chất. À, hả? Đá dược. Dễ lọc. Bước cả bước. À, đúng rồi đó, cái bàn lọc là để tại vì trong viên thuốc này nó sẽ có thể có tá dược nó không tan hết đúng không? Còn bên kia cái cục là mình phân cái bột KCL trộn đúng không? Thì nó KCL trộn nước nó tan không còn lọc tan sạch hết. Còn bên này thuốc mà nên bỏ vô nước đó là cái bàn lắp ra nhiều khi nó không tan hết nên mình phải lọc bỏ tá dược không tan nên nó có thêm một bước lọc thôi, có thêm bước lọc rồi này ha. Rồi sau đó mình cũng lấy cái dịch lọc pha bình thường thôi, lấy 10ml pha 100, lấy 5 pha 100. Được. Làm là sao? Làm là sẽ có được cái bình này là bình thử. Bình này gọi là bình thử. Và mình một đem bình thử này mình đi đo. Đi đo xong thì bạn có được cái gì? Hà thử, đúng không? Bình thử này đi đo và có được hà thử. Bên kia thì có được hà thử. Rồi, bây giờ bạn lập ra cái này để phần cuối cùng. Đó là công thức cuối cùng. Sau khi bạn làm xong các bạn phải xác định được hàm lượng có trong một viên theo thực tế là ha. Rồi nhìn công thức cho thầy. Hàm thử của mình có chưa? À, mình đi đo trên máy mình sẽ có được hàm thử. A chuẩn mình có chưa? Rồi C chuẩn mình có chưa? À, có 5 × 1 × 3 bên kia mình thấy giải. Rồi DT là gì? Độ pha loãng. Độ pha loãng dừng lại xíu, cái đó dừng lại xíu. Rồi 74, 15, 39 thì mình có số mình thể thôi đúng không? Mời trung bình có chưa? Có rồi. Có rồi. Mời cân là cái gì? Mà mình đi cân. Thực tế 1 phút mình đi cân này. Mà xíu mình đi cân thử thực tế 1 phút là bao nhiêu mình thấy được đó. Rồi giờ trong này trong cái cuối bài nó còn cái là DT thôi. DT. Rồi làm sao để tính DT? Đột thay là mẫu thử. Tính được không? Mẫu thử, bây giờ mình phân, xong mình cho về mức 100. Là mình pha lọc mấy lần rồi? 100 lần. Phân và cho về 100. Là coi như pha lọc thành lần. Rồi bước thứ hai, lấy 10. Đúng không? Lấy 10 pha 100 là pha lọc mấy lần rồi? 10 lần rồi. Rồi bước cuối cùng, lấy 5 pha 100 là pha lọc mấy lần? 20 lần. Nhân hết là sau 3 bước ra mình nhân hết lại thì mình sẽ có được tổ pha loại bao nhiêu? 20.000 lần. Đó. Xíu ngậm cho đó xíu nữa. Tổ pha loại tức là mình pha loại 3 lần, mỗi lần bao nhiêu lần mình nhân lần mình sẽ có được cái đề. Nhắc lại cái mẫu thử của mình á, tổ pha loại mẫu thử là đề tên này. Là mình phân, mình cho vô mình mức 100 là coi như mình pha lọc 100 lần. Bây giờ tiếp tục lấy 10 pha 100 là 10 lần nữa, lấy 5 pha 100 là 20 lần nữa, là mình nhân lại. Rồi, giảm thì nhiều nhưng mà tốt là bây giờ mình làm gì? Đầu tiên vô đợi có gì xíu là mình đo xong rồi mình ngọc cái công thức tính xong. Bây giờ nói mình kiếm cái cách làm này. Đầu tiên cho các bạn làm gì? Hồ vô. Mình sẽ có tổng cộng 6 bình mức đúng không? 3 cái cục và 3 cái tử đúng không? Rồi, đầu tiên cho mình sẽ làm gì?
À, mình sẽ chia ra một số bạn đi pha một thì những bạn còn lại đi pha thử, tại vì cái cách pha nó giống nhau mà đúng không? Không cần thiết mình phải làm cả hai đâu. À, trong nhóm tự nó không với nhau. Ví dụ như là có bạn đi cân pha cái dung dịch thử thì phải có người của mình để tính vừa cân đúng không? Để khi một phút ra đi cân, đi lọc, đi các thứ. Rồi bên cũng thì lấy cái bột KCL nguyên chất có ở trong cái hũ ra đó, mình đi cân mình đi pha luôn. Sau cái bạn pha qua 3 bước đó có bình thử, 3 bước đó có bình thử thì mình có hai cái bình cuối đó, bình thử bình cổ cuối đó mình cầm qua bằng 2 là 4 nó có cái máy, sau đó thầy sẽ hướng dẫn bằng là đo như thế này, đọc như thế này, đọc AT, AC như thế này, rồi mình có xong một điểm tính xong. Rồi có là 4 ba thử thì đi cân 191 KCL, 1 KCL nguyên chất, 4 ba thử thì phải đi có vợ trung bình nghiền ra đúng không, rồi mình tính xong mình mới đi tăng được à. Cho các bạn thêm 5 phút có gì thắc mắc thì hỏi luôn trước tiên thì nào, hoặc là bạn cùng trao đổi với nhau. Có mấy người này đâu ra lấy 5 phút 5 39 mà. 39 mà. Cali là 39. 39 mà. Cali là 39. 39 mà. 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 39 mà.